Ủa, anh em bữa nay anh em đi câu lội nè, lội giống như đường trâu rừng đi nè. Ơi mà sao đi lên cao su sắn xuống mắt mới gì mà đi. Ôi ơi, gì hết trời. Bó tay luôn anh em vào nè. Ôi ơi, mang giày đi, cái này chết rồi. Đây. Yes. Ý trời, này vô mà không có cá là chết luôn anh em ơi. Ồ. Hả? Đâu? Ừ. Ôi, mình đi cái này cái đường bò đi nè anh em. Đó. Đó, cái đường này theo dấu chân bò đi nè nha. Bó tay luôn. Nè, ha, dấu chân bò nè. Thôi. Đâu, bò đâu? Thôi. Đấy, đúng là theo chân bò đi nè. Đó. Ngoài kia 4-5 con bò. Thôi giờ để mình tắt máy nha, tới chỗ câu quay. Anh em. Mình lội vô đây giống như cái đầm nha. Rộng bao la luôn nè. Nè. Chưa? Nè. Có mấy hecta luôn. Nhưng mà cực cái là mình phải lội nè. Chưa? Hy vọng qua đây có cá, không có là chết luôn. Kỳ vậy trời. Ngâm cái buổi trời luôn rồi. Quá em quá quá đã. Cái đùng các bạn. Đã thiệt. Đã chưa? Thấy gọn gọn mà táp ghê các bạn. Táp làm cái đùng vậy. Tưởng đâu to lắm. Ok, được 2 con các bạn ơi.
Quá đã các bạn ơi. To chưa? Ui, to các bạn. Đây, có cái họng đó nè. Đây, nuốt tút nuốt ngay luôn các bạn. Wow. Được chưa? Rồi. Đây. Quá đã các bạn ơi. Nuốt tút nuốt đây luôn các bạn. Chiều nay mình được con một Hugo nha. Nó đã. Rồi dính rồi các bạn ơi. Mình nãy mình quên bật cái máy quay lên các bạn. Đây. Được một em nha. Em này khá. Ui, con này mập ghê á. Ok các bạn ơi, nãy máy mình hết dung lượng. Hết dung lượng chứ không phải hết không phải quên bật. Dính mép nữa mày Năm, sao nó ưa dính mép vậy Năm? Ok các bạn. Thiệt đẹp luôn, quay không được, tức thiệt.